Hồi thế gian tình là gì khiến cho ta phải u mê, hứa sẽ không sầu mi mà sao lại như thế. Bước ra khỏi vòng vây, cớ sao ta lại như thế này, một kẻ say si tình chẳng nào hay. Hồi thế gian tình là gì khiến cho ta phải u mê, hứa sẽ không sầu mi mà sao lại như thế. Bước ra khỏi vòng vây, cớ sao ta lại như thế này, một kẻ say si tình chẳng nào hay. Thứ em chọn là gời xa các cuộc mình buồn tẻ nhất trên giấy trắng ngày nào, và đừng biết thành thơ vì điều gì mà ta càng giữ thì ta lấy càng dễ mất. Nắng chiều tà gọi cũng nước sau lưng đồi, chúng ta đã biết về nhau nhưng cứ sao lại đơn coi. Tình mà vương vấn thì có lẽ là mới tình đầu, em bước đi theo người mới, đây là đây chỉ mỗi mình đâu. Ngày sao đến tay anh rồi, lòng nhìn khuôn xa lưng đồi, đôi mặt nụ sầu hình bóng em vẫn còn đó. Sao em đánh buông câu thề, sao em nỡ đi không về, cho anh ngưng giấc mộng giờ ra. Rồi thế gian tình là gì khiến cho ta phải u mê, say si tình chẳng nào hay. Anh không thầm hỏi thế gian tình là gì, đâu đơn chỉ vì vài câu nói yêu nhau mà thôi. Tiếc là chẳng thể bên người, thôi lùi về sau thấy em cười tươi. Hỏi thế gian tình là gì khiến cho ta phải u mê, hứa sẽ không sầu mi mà sao lại như thế. Bước ra khỏi vòng vây, cớ sao ta lại như thế này, một kẻ say si tình.